Hai chào anh em vào xin lỗi mình tổng với chị Tám rất vui quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay với Thành TVP, một trong những top server mới nổi ở cụm server khắc nghiệt nhất dưới quyền vương 98 65 66 67 68, với tổng lực chiến đã sấp xỉ 12 triệu lực chiến rồi. Hạc đang ở hạng trạng thái là top 3 trong toàn bộ siêu lực chiến của server, nhưng với những võ sĩ mạnh nhất và mới nhất ở cả ba dạng, riêng dạng đả thì chưa mới nhất vì có con Omega Diamond thì chưa sở hữu. Có điều thì sau clip review con Omega Diamond của nó thì nhiều người cũng sẽ cảm thấy vui vì đã không lấy con Diamond. Tất nhiên còn vui hơn nữa nếu như họ đã từng sở hữu Angel, thì Angel là con võ sĩ dù cũ hơn Diamond nhưng chất lượng thì lại đang được đánh giá là cao hơn. Các vị trí còn lại trong team thì cực kỳ khiếp, đặc biệt là vị trí Anis đặt lên người tầng 7 sao gần như full môn và full đồ các bạn ạ. Thiếu mất cái duyên thứ nhất ở dọn chiếu duyên nổi, đó là duyên thứ hai nhé, đó là liên quan đến Benny Maru thập tam và Kim thập tam thôi. Các vị trí còn lại gần như là best với hai con vệ khủng nhất, ba con kỹ, hai con kỹ siêu nhất và con đả thì cũng phải nói là ngon nhất tới thì hiện tại rồi. Bộ viện trợ cũng cực kỳ chất lượng, đặc biệt là vị trí viện trợ Terry sửa đói, đây là vị trí viện trợ không nhiều người dùng cho lắm. Có điều tất cả những cái thứ vừa rồi sẽ không làm nên trò trống gì, đúng hơn là không giúp cho Hạc có thể lấy được những vị trí top cao nhất trong đấu trường nếu như chỉ dựa vào nó. Thay vào đó chúng ta còn phải cần một cái thứ quan tâm ghê gớm hơn, đó chính là hồn lực lam hỏa thần các bạn quên mất, hồn lực lam siêu hay là hồn lực lam phong ấn các bạn ạ. Sức mạnh của hồn lực lam phong ấn đang được đánh giá là vượt trội so với toàn bộ hồn lực lam trước đó. Hiện nay thì Hạc đang lên đến trạng thái hồn lực lam phong ấn ở trạng thái 4 sao, và đây đang là cái hồn lực lam phong ấn ở cấp độ sao lớn nhất mà nó có thể đạt được theo như mình biết nhé. Đấy, và tất nhiên một số bạn quá trâu lên 5 sao luôn ngay từ đợt này thì chịu rồi, còn đợt này thì mình nghĩ 4 sao đã là cao nhất rồi. Để nâng cấp nguyên liệu lên 4 sao không chỉ đơn giản là các bạn tham gia cái event quay hồn vòng quay hồn lực lam, xem nào bạn ấy tiêu với mức kim cương nó bao nhiêu, mới bốc gần như là full rồi đúng không các bạn, tròn chờ ngày mai ăn lốt bốc 880 kim cương thì là full nóc luôn. Thì theo vào đó thì còn phải liên tục là cái gì đớt đủ hai cái rương này các bạn nhá. Bốn sao kinh khủng khiếp lắm, và tất nhiên cái giá phải trả cho nó không hề rẻ một chút nào. Có điều cái hiệu quả đem lại cho nó thì thật sự với các bạn là không, thực tế thời điểm hiện tại là chưa gì mình kìm được, trong tương lai thì có thể nó sẽ có những cái gì kìm hơn nhá. Ở trạng thái 4 sao thì nó sẽ gia tăng thêm một cái hiệu quả so với 3 sao thì các bạn ngoài 1 sao 2 sao nó gây rất nhiều cái ám khó chịu rồi, liên quan đến nộm, liên quan đến các chỉ số công thủ đúng không, mùi máu. Thì ở trạng thái 3 sao nó còn có thêm cái trò đóng băng nữa các bạn ạ, 30% thôi, nhưng mà cứ nhằng mà nhiều phết đấy, mỗi lần 30% mà nó đóng băng hai lượt chắc chắn là có một lượt sẽ bị dính rồi. Rất khó chịu, mà nó không một con đâu, 2-3 con luôn ấy. Còn ở trạng thái 4 sao thì nó sẽ ra thêm được một cái hiệu quả nữa, đó là gây ảnh hưởng đến tỷ lệ chữa trị sẽ bị giảm nhiều hơn, lượng chảy máu sẽ gây ra ghê gớm hơn, không gây hồi nộ nữa. Ngoài ra thì sẽ làm đóng băng thanh nộ của võ sĩ các bạn ạ. Trong một lượt, ok, đóng băng thanh nộ của địch chủ trong một lượt rất khó chịu đúng không các bạn, mà ưu tiên thì võ sĩ đang đầy nộ bên đối phương nhá. Đây phải gọi là siêu khống chế luôn các bạn ạ, 5 sao còn không biết như nào. Ngoài ra cũng phải nói thêm rằng Ngạc đã full hồn lực xóa kiều và cả bộ hồn lực Wither, tức là bộ hồn lực 5 khô héo. Đây là bộ hồn lực khắc tinh của dòng võ sĩ gọi là võ sĩ hợp tác collab ấy. Võ sĩ hợp tác thì xuất hiện lần đầu tiên ở bên server Nhật, sau đó là bên server Loan, và sắp tới gần như chắc chắn sẽ là ở server quốc tế, khi mà trên trang fanpage của nhà Vành đã có những thông báo rằng sẽ có sự đổ bộ của dòng võ sĩ hợp tác rồi. Họ chưa nêu rõ số lượng và tên nhân vật là ai, bao nhiêu người và thời điểm ra mắt là bao giờ, nhưng mà sẽ có võ sĩ hợp tác các bạn ạ. Thế nên hồn lực này trong tương lai sẽ còn ngon nữa đấy. Thế ok, trong đợt event hồn lực 5 lần này các bạn hoàn toàn vẫn có thể sở hữu cả hồn lực Wither nhá. Nhưng có điều thì mình khuyên nên lấy hồn lực 5 phong ấn, vì tạm thời sức mạnh của nó đang là hoàn hảo hơn, vượt trội hơn, dễ dùng hơn. Chúng ta sẽ vào đánh nhau thôi. Có lẽ chỉ có mỗi Star Hàn Quốc, Yoshi và Mai Ven là những người đủ sức đấm nhau với này.
tay Rehatan này cũng 11 triệu rồi, tay này cũng 11 triệu, ông LG Liêm này cũng 11 triệu. Ui, bên này lực chiến tổng thế, ông này lạc quẻ vào đây, bao này nó đang một thời gian này, thì tay lạc quẻ vào đội hình không có trong Việt lắm em. Thế mà hắn trụ ở cái gọi là sợ vãi. Thôi, chỉ cần bỏ qua chuyện đấy đi. Cuộc chiến của những người khổng lồ không dành cho kẻ Dion kia. Chúng ta sẽ tham chiến với Maiven, được chiến cao nhất server. Cùng đối đầu các bạn nhé. Với việc đi trước hồ được năm thì thời điểm hiện tại Thánh TVP đang có rất nhiều lợi thế. Có điều về lâu về dài thì mình nghĩ rằng Maiven và những người chơi dưới bên dưới thì cũng sẽ đạt được cấp độ hồ được năm tương xứng thôi, tương ngang bằng nhau thôi. Có điều thì lúc ý thì không biết này game nó sẽ lại ra thêm cái gì mà Thánh TVP sẽ lại ở một cái tầm nào khác. Còn nếu như mà không có gì thay đổi quá lớn đấy, thì mình tin là Maiven khả năng cao lực chiến hơn thì lại nó sẽ lại có chiến thắng. Mình đoán như vậy thôi chứ không chắc chắn. Mình nói thật chẳng bao giờ game mà chịu đứng yên đâu. So với bản server Đài Loan và QQ, bản Đài Loan đi, thì cái tính năng event hồ được năm là cái tăng năng duy nhất mà server quốc tế đuổi kịp, chứ còn đâu mọi cái khác thì đều không kịp đâu, bao gồm cả thời điểm ra mắt võ sĩ mới. Đấy, còn thua họ nhiều lắm, còn tính năng đầy bên này cái chưa ra. Và cũng theo như nguồn thông tin nội bộ mình biết được nhá, đó là đội ngũ phát triển của các tựa game KF98 bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, server quốc tế hay còn gọi server Mỹ đấy, và cả server Đài Loan thì họ ngồi cùng một dãy. Quên không hỏi hội QQ còn có ngồi cùng, tức là cùng một văn phòng làm việc không, cùng với trụ sở hay không, chắc là không à. Đấy chứ còn đâu, bốn ông kia là cùng một trụ sở các bạn nhé. À không, Đài Loan thì không biết là có cùng hay không, Đài Loan không chắc nhé. Đấy, nhưng mà mình tin là sẽ cùng một trụ sở nhưng không chắc chắn. Còn đâu mình biết được có hỏi rồi đấy. Và hình như ông ấy cũng nhắn công khai ở đâu rồi ấy. Đó, hội Hàn Quốc ngồi một dãy, Nhật ngồi một dãy, US ngồi một dãy các bạn ạ. Đấy, nói cái khác là cùng của một nhà phát hành đấy. Ok. Thế nên các server kia dự kiến nhé, có cái gì hay hay nhé, hội bên này là có bếp, còn cái nào dở thì thôi bỏ ấy, không tiếp nhận nữa. Cho nên là bên kia nha, có cái gì hay là bên xe quốc tế họ sẽ copy hết. Bằng chứng là một số những xe vừa đi trước ấy, họ cũng có những cái không hay, sau đó thì họ ra rồi họ lại phải thu hồi lại các bạn ạ. Tức là ra tính năng đấy rồi nhưng mà người chơi người ta không đồng tình, người ta phản đối đấy, thế là họ lại phải bỏ đi. Ok nào, chúng ta quay trở lại trận đấu. Đang ở lượt số 1, phe đối phương hơn tới khoảng 40.000 uy lực. Đó là con số mình nghĩ rằng cần rất nhiều thời gian để có thể gọi là san lấp được. Có điều đấy cũng không quá quan trọng nữa rồi. Với hồ được năm sói cừu thì trạng thái hơn uy lực không ảnh hưởng tới quá nhiều. Bên đối phương cũng đã có hồ được năm phong ấn, mình không biết cấp độ mấy sao thôi, 2 sao hay 3 sao thôi. Mình không nghĩ là sẽ có người đạt được trạng thái 4 sao ngày đâu. Thế nên là họ vừa mới phong ấn mai xong nhỉ. Có điều thì cái phong ấn bằng băng này thì nó giải được khá là dễ, thật sự giải rất là dễ luôn. Nó oái oăm ở một cái đó là nó tồn tại ở trong lượt của đối phương. Thế nên là những cái võ sĩ nào mà có khả năng giải ứng ấy mà tung được kỹ trước rồi thì thôi, hội đoàn sau này về sau mới bị băng thì chịu, lại không giải được. Bây giờ trường đấy nên nhìn chung cái phong ấn này rất khó chịu. Bên phe ta có chọn đóng băng thanh nhộ. Hồ được năm võ sĩ đang được sở hữu hồ được năm phong ấn, bên phe ta đang là Enzo, cho nên những cú tung đột kỹ của Enzo sẽ được chú ý hơn cả. Các hiệu ứng bây giờ nó diễn ra khá là nhiều nên khá là khó nhìn. Trước khi chuyển sang chiến đấu 3x thì mình sẽ cố gắng nhìn nốt lượt này nhé, xem nó có hiện ra không. Thôi để chậm lại một tí nhé. Rồi các bạn nhìn thấy nó rơi vào khoảng độ có 7 cái hiệu ứng khác nhau nhưng mình không nhìn được kỹ rồi. Hình như con Mai bị dính phong ấn luôn rồi. Ok.
họ ấn nhầm xứ, nút hay nút bỏ qua, tay ngáo ngơ ngáo ngơ. Còn mình sao ạ? Đội hình của hai bên thì gần như khác nhau ở duy nhất một vị trí. Đội hình của My Van thì là dùng Konit, còn bên Thánh TVP thì dùng Enzo. Chúng ta đều biết rằng hai con này thì chắc chắn là Enzo chiến thắng rồi, cho nên mình nghĩ là cái quyết định chiến thắng của trận đấu nó cũng không hẳn là phụ thuộc nhiều nhất vào Hồn Đức Lâm đâu, đấy, mà nó phụ thuộc vào hai con võ sĩ đấy. Các bạn biết là Hồn Đức Lâm đấy là Hồn Đức Lâm gọi là Hồn Đức Lâm phong ấn, thì nó chỉ là một trong đến tận chục loại Hồn Đức Lâm thôi đấy. Và so với sói kiều của Wither thì mình đánh giá nó chỉ cao hơn một chút thôi, chứ nó không phải là hơn quá nhiều đâu. Nên nói là chiến thắng do có cái đấy thì không sai, nhưng mà là không kể đến hội khác thì chắc chắn là sẽ sai. Trong đó thì cái nguyên nhân mình nghĩ là quan trọng nhất nhé, nhiều nguyên nhân lắm, quan trọng nhất đó phải là sự khác biệt giữa Enzo và Cody. Ok, thôi bỏ qua đi. Mao tay chân nồng trai này. Chúng ta sẽ đối đầu với bạn người chơi Hàn Quốc này, hay là Đài Loan ấy, không rõ nữa. Người chơi là tiến từ server 68, thuộc cụm máy chủ gộp ngày xưa. Họ được kế thừa khá nhiều kim cương kèm theo mức VIP rất là cao. Điều đó đã gây bất bình cho rất nhiều người chơi không phải từ server C sang, mà là server quốc tế chơi bình thường. Có nhiều người server 68 như vậy đấy các bạn ạ. Do là họ không có được một cú đà tốt như những người chơi cũ ở server C chạy qua. Còn với những server bị gộp với server 68 thì còn càng khó chịu hơn. Trái đêm qua này tự nhiên bắt đối đầu với một hội toàn quái vật. Có điều thì đấy cũng chỉ là trong quá khứ rồi. Ở thời điểm hiện tại thì mọi thứ gần như đang khá cân bằng giữa số lượng người chơi trong top đấu trường. Trong khoảng 30 người chơi thì số lượng người chơi ở các server là tương đối đồng đều nhau. Tương đối đồng đều nhau thôi, nó không lệch hẳn về server 68 đâu. Rồi, chúng ta đang được đối đầu với một bạn có chỉ số lực chiến và uy lực cũng rất cao. Tương tự như là MyVen, và thật ra đội hình cũng gần như cũng giống hệt luôn. Có chăng là khác một chút về phối đồ và vị trí đứng thôi. Chứ không đâu các bạn nhìn thấy gần như là giống y hệt. Không biết họ làm gì mà con Mai bên Feta không có một chút nộ nào luôn. Chẳng nhẽ các bạn nhìn Mai không có một tí gì để mà mần luôn. Ok, nào chúng ta sẽ xem cái hiệu quả của Hồn Đức Lâm của con Enzo với nhau nhé. 77 cái hiệu ứng luôn. 7 cái hiệu ứng luôn mình. Rồi, không biết nó ghi cái chữ băng nộ ở chỗ nào nữa. Ok. Cực kỳ nhiều hiệu ứng luôn đấy. Xem một phát độc chiêu của con Enzo nhé. Rồi, đây là phản kích. Khó nhìn thật các bạn ạ. Hỏi biết hiệu quả như thế. Hiện nay cũng không có nhiều lỗi xảy ra bị khác với tech này. Rất là hiếm. Thế cho nên mình nghĩ rằng các bạn hoàn toàn để tin vào tech rồi. Cái này thì anh nhìn khá rõ bên đối phương có vị trí đóng băng. Hồi ấy mình nhìn thấy hai con, nhưng một con được giải rồi nên còn một con thôi. Và tất nhiên Gonit đang là vị trí chủ lực với hai con. Ok, các bạn lưu ý là càng đánh thì bắt đầu nó mới càng xuất hiện hiệu ứng nhé, nhưng nó không phải là xuất hiện ngay lập tức tất cả đâu. Với hiệu ứng đóng băng dưới chân thì không chỉ không tung một kỹ, còn không tung một độc chiêu luôn, không di chuyển luôn, không phản kích luôn. Cái hiệu ứng đóng băng này khá là dễ giải, nhưng nếu như không có người giải hoặc là qua được giải rồi ấy, thì quả thật nó lại là cái băng như kiểu băng không giải được luôn, đánh rất khó chịu. Và gặp phải những võ sĩ không có khả năng phản đòn ấy, thậm chí còn không làm gì được luôn, đánh tức luôn. Đây là Rapetto, trạng thái viện trợ, một con thiên hướng chủ yếu mức độ là chính. Hai bên đang đánh nhau cực kỳ cân tài cân sức. Mình chưa thấy một cái miễn chí tử nào bật lên, chứ đừng nói là có người chết. Chúng ta đang ở cuối lượt thứ 3.
Rồi đây là vừa nói xong, chúng ta lấy được một số lượng vị trí từ nhất định của Hotaru, đó là một sự may mắn đấy. Nhìn chung thì ở thời điểm trong đội hình của lão Star chữ Hàn Quốc này thì mình thấy rằng Gonit và Hotaru là những vị trí dễ chết nhất. Mình cho rằng Gonit sẽ dễ chết hơn, nhưng có lẽ Hotaru sẽ là người chết đầu tiên. Với hơn 5 Peter, đối phương rất khó để hồi được full cây máu, họ hồi cầm chừng thôi. Sức mạnh của hồn lực 5 sói kiều vẫn còn y nguyên các bạn nhé. Chỉ các bạn đừng nghĩ rằng sự hiện của hồn lực 5 phong ấn làm cho sói kiều hay các hồn lực 5 khác phế đi hay bị giảm sức mạnh đi. Không có đâu, mỗi mon một màu khác nhau. 7,8 triệu sát thương là một con số khá lớn. Rồi, đôi bạn tung lực kỹ, phe ta ngập trời nộ luôn. Ok, bắt đầu lượt 4 nó bắt đầu, các bạn thấy rõ ràng hơn rồi đấy. Phía đối phương thì đã mất đi Benny, còn Golit thì cũng biến hình khá nhiều lần rồi. Rồi, chiến thắng lại khá rõ rệt. Vì thật ra như mình nói rồi đấy, đội hình của bác này cũng không khác gì so với MyVN cả. Đấy, và hai đội hình như nhau, thậm chí đội hình của lão này còn yếu hơn MyVN. Về mặt lực chiến thì kết cục phải chung nhau thôi. Nào, chúng ta cùng xem bên dưới này còn người chơi nào khác không nhé. Đây, bạn này thì mình giống hệt Veta này, Yoshi. Bạn này ở đây ông lại giống hệt này. Wow. Sunshine thì sao? Sunshine dùng Mai, dùng Godit. Godit đã bất lợi hơn so với Angel rồi. Các bạn nhìn thấy server dùng quá nhiều võ sĩ giống nhau. À không. Ông Sunshine là khá tiết kiệm, không có Elizabeth phiên bản phòng thủ mạnh nhất các bạn ạ. Đấy. Có chăng bạn ấy đang ngán ngại trước con có các bạn ấy đang ngán ngại trước con gì ơ thì nói vào quên đây, hơi thiếu Elizabeth ở phòng thủ nhá. Ngoài ra thì Gonit cũng không được so sánh với Enzo được. Có điều thì các bạn chơi Gonit xem clip này thì đừng có thấy mình chê mà lấy làm buồn nhé, tại vì Gonit của các bạn đã tung hoành một thời trước Enzo rất là nhiều rồi, tức là đã giúp cho team các bạn chiếm lĩnh ở vị trí top rất là lâu rồi. Còn tất nhiên ở thời điểm gần đây hoặc là trong tương lai ngắn mà các bạn có ý muốn lấy con Enzo ấy để thay bằng con Gonit đối phương ấy. Đấy thì các bạn theo mình còn bây giờ ở thời điểm gần đây mà các bạn mới bắt đầu lấy Gonit mà lại bỏ qua Enzo thì đúng là thật là sai lầm rồi, hay thì không thể nào trách ai khác ngoài các bạn khi mà đưa ra một quyết định không đúng lắm, đúng không? Đen thôi. Rồi, cảm ơn bạn Thánh TPP đã gửi cho mình làm video. Bạn ấy đã có một bước tiến ngoạn mục và hy vọng rằng bạn ấy sẽ duy trì được vị thế trong một cái server khắc nghiệt nhất giới vườn 198 này. Các bạn lưu ý rằng thắng được ngày hôm nay, ngày mai chưa chắc các bạn thắng được. Thắng được tháng này, đợt boss này, chưa chắc các bạn sẽ thắng được đợt boss sau. Thắng không kêu, bại cũng không này. Đó mới là cái chơi mình nghĩ rằng chuẩn chỉ và lâu dài được với tựa game này. Bởi sóng đứng ở càng trên cao thì áp lực càng lớn, hội với tốt bên dưới luôn luôn nghĩ tìm một cách để đánh bại tốt bên trên các bạn ạ. Và thật ra để đạt được một cái server hay như vậy không phải là dễ lắm đâu. Tụ họp được server nhanh nói thật là hơi bị hiếm đấy, 100 năm mình có một lần đấy. Thì mình chúc các bạn đang ở trong top này sẽ duy trì top và thậm chí có thể đánh lên top cao hơn nữa nhá. Đấy. Chúc các bạn một buổi tối ngon giấc.